tinh thần với sức khỏe của con vẫn tốt, vẫn đảm bảo để học tập theo lời Phật dạy được. Không có người dân đông như thế hay là những cái việc mà không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông xã hội thì con vẫn tình hình hoàn cảnh như thế thì mình cũng nên dừng. Con cũng mong muốn khi mình đi ra đường hay cái gì thì